Tổng kiểm toán yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ sách nhiễu, vòi vĩnh, trung chi. Tổng kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phước vừa ký và ban hành công điện gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ và tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động kiểm toán. Theo đó, Tổng kiểm toán nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kiểm toán nhà nước KTNN quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về phòng chống tham nhũng, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng kiểm toán đối với các đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán và kiểm toán viên nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực kiểm toán như đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kiểm toán thuế trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đồng thời, lựa chọn bố trí cán bộ, công chức, kiểm toán viên có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí kiểm toán, nhất là đối với các trưởng đoàn kiểm toán, tổ trưởng tổ kiểm toán. KTNN cũng yêu cầu rà soát, đánh giá và báo cáo kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên không đủ phẩm chất đạo đức, có dấu hiệu hoặc có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu, vòi vĩnh, trung chi, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán, lợi dụng nhiệm vụ để vụ lợi, phục vụ động cơ cá nhân, hoặc bỏ sót, cố tình làm sai lệch, hoặc giảm bớt kết quả kiểm toán để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ, công chức, viên chức, kiểm toán viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. Thanh tra KTNN, vụ chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn ngành rà soát, tham mưu kịp thời Tổng kiểm toán nhà nước các quy trình, quy chế hoạt động các đoàn kiểm toán, đoàn thanh tra nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở tạo điều kiện thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Cùng với đó, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng thông qua hoạt động kiểm toán. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật phải báo cáo ngay Tổng kiểm toán nhà nước và lập thủ tục chuyển cho cơ quan điều tra, không được có hành vi che giấu vi phạm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng kiểm toán nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. Kiểm toán trưởng, trưởng đoàn kiểm toán và tổ trưởng tổ kiểm toán có trách nhiệm quản lý hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên, nếu xảy ra sai phạm phải chịu trách nhiệm kỷ luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng KTNN yêu cầu. Trước đó, ngày 17 tháng 6 năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có công văn gửi Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng. Công văn nêu rõ, thời gian qua, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc vẫn còn diễn ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, mới nhất là vụ việc cán bộ thanh tra của Bộ Xây dựng có hành vi vòi tiền trong quá trình thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để chấn chỉnh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất, đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng là phải chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng. Phương Dung, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.